Hello tất cả mọi người, mình chính là Doraemon đây. Ta da. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay nè, mình đã tiếp tục quay trở lại để làm thêm một cái series Minecraft mới cho các bạn xem rồi đây. Và cái series Minecraft mới này sẽ có tên là gì các bạn biết không? Series Minecraft mới này sẽ có tên là Minecraft Doraemon. Ta-da! Yeah! Ok bạn ơi, đó hiểu bạn ơi. Tại sao mà mình lại đặt cái tên của cái series mới này tên là Minecraft Doraemon các bạn biết không? Là bởi vì mấy bạn nhìn cái skin của mình nè. Đó, xin giới thiệu các bạn. Đây chính là skin của Doraemon các bạn ơi. Nhìn nó hơi bựa xíu nhưng mà nó cũng giống Doraemon này đúng không? Đó. Và sau cái video này chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi tại sao anh lại không làm Minecraft Naruto đi? Thì mình xin trả lời luôn nha. Đó, thì mình sẽ tiếp tục làm Minecraft Naruto nhưng mà mình cũng sẽ làm thêm cái series này nữa để cho anh em có video để xem nha. Ok, còn bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Let's go. Ok, thì các bạn ơi, các bạn xem nè. Hiện tại là chúng ta đang ở trong một cái thế giới Minecraft mới các bạn ơi. Đây, thấy không? Một cái thế giới Minecraft mới luôn, hoàn toàn mới luôn nha. Và trong người của mình bây giờ không có một cái món đồ gì hết các bạn ơi. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ phải sinh tồn lại từ đầu các bạn ạ. À quên nữa, mấy bạn có biết tại sao mình lại đặt tên cho cái series này là Minecraft Doraemon không? Thì mình sẽ giải thích cho anh em luôn nha. Đó chính là mấy bạn có để ý gì ở trên cái skin của mình không? Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Mấy bạn hãy nhìn cái skin của mình đi. Mấy bạn thấy cái skin của mình nó có thiếu thiếu gì không? Đây, skin Doraemon nè, mấy bạn thấy nó có thiếu thiếu gì không? Bạn nào thấy thiếu gì nhớ bình luận ở cho mình biết luôn nha. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ trả lời luôn nha. Đó, thì cái skin của mình hiện tại là nó đang thiếu cái túi thần kỳ mấy bạn ơi. Đây, bạn nhìn là thấy không? Con Doraemon của mình đang bị thiếu mất cái túi thần kỳ mấy bạn ơi. Thì cái series Minecraft này á sẽ là như thế nào đây? Thì chúng ta sẽ vào trong một cái thế giới này nè. Và tất cả những cái món bủ bói thần kỳ của Doraemon nó đã bị thất lạc hết rồi bạn ơi. Thất lạc bay tung tung tùm lum nơi hết rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta vào trong đây là chúng ta sẽ đi kiếm lại những món bủ bói của Doraemon. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Ok, rồi không nói nhiều nữa, mình cứ vào mình chơi trước đi rồi mấy bạn sẽ hiểu nha. Ok. Rồi, bây giờ vào trong đây mình phải đi kiếm ít thức ăn đã. Ê, ở chỗ này nó có mấy cái trái dừa nè. Để mình hái trái dừa mình uống luôn. Đó, dừa quá trời luôn các bạn ơi. Hái. Cái này chúng ta có thể ăn được nha. Đây, mình sẽ ăn thử nha các bạn. Đó, nó tăng thanh thức ăn lên kìa các bạn ơi. Hợp lý, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình thêm một ít gỗ. Nhiệm vụ đầu tiên khi mà vào trong Minecraft sinh tồn đó chính là sẽ lấy gỗ các bạn ơi. Đó, lấy thật là nhiều gỗ luôn để chúng ta chế tạo cho chúng ta nè. Cúp nè, kiếm nè, sẻn nè, rìu nè, các kiểu để chúng ta sinh tồn nha. Ok. Ở bên đây còn quá trời cây dừa luôn nè, để mình qua mình lấy luôn. Lấy thật là nhiều dừa luôn các bạn ơi. Lỡ đâu chúng ta đói sao đúng không? Trong cái thời gian đầu này á là thức ăn rất là quan trọng luôn các bạn ơi. Hết thức ăn là chết chắc luôn á. Ok, lụm hết nè. Lụm luôn. Rồi. Bây giờ là mình sẽ bỏ gỗ vào trong đây và mình sẽ làm y hệt như những người sinh tồn bình thường thôi. Là chúng ta sẽ chế cho chúng ta các bạn chế tạo nè. Sau đó chúng ta sẽ chế cho chúng ta cây cúp để chúng ta đi đào đá. Đó, chế tạo những cái món đồ đầu tiên. Rồi. Ê mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, mấy bạn có thấy gì ở bên đây không? Đó, xin giới thiệu các bạn nha. Ở bên đó chính là một cái phi thuyền nó bị gọi là bị rơi xuống trái đất các bạn ơi. Và trong cái phi thuyền đó sẽ có đồ nha. Chúng ta sẽ vào trong đó để xem coi bên trong nó có cái gì nha. Ok, để mình xem coi. Ui, wow, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Ui, trong đây có một cái chiếc xe nè các bạn ơi. Ui, wow, một chiếc xe nè. Đây, để mình chạy ra ngoài cho các bạn xem nha. Ui, chúng ta đã kiếm được một chiếc xe các bạn ơi. Wow, trời ơi, vừa vô sinh tồn là kiếm được một cái chiếc xe luôn, xịn vãi. Ok, để mình xem coi nó chạy có nhanh không nha. Wow, chạy rất là nhanh luôn bạn ơi. Xe xịn nha, trời ơi, chạy cực kỳ nhanh luôn. Ok, rồi. Vậy là chúng ta đã có được một chiếc xe để chúng ta gọi là di chuyển rồi các bạn ơi. Để mình vào trong nhà mình xem coi trong nhà nó có gì không nha. À đây, nó có cái rương nè. Để mình xem thử. Wow, có súng mấy bạn ơi. Rồi, để mình xem coi. Wow, các bạn ơi, bạn coi nè. Mình đang có một cái khẩu súng trên tay nữa bạn ơi, bạn xem nè. Đó, một khẩu súng nha. Để mình xem nó bắn được nha. Ui, bắn được nè các bạn. Trời ơi, bắn được nha. Trời ơi, vừa vô sinh tồn mà chúng ta đã kiếm được một chiếc xe nè. Rồi còn kiếm được thêm một cái khẩu súng để chúng ta sử dụng nữa. Quá xịn luôn. Ok, ủa còn cái này là gì ta? Cái này là gì ạ? Ui, trời ơi, cái này là bơm mấy bạn ơi. Cái này là lựu đạn. Trời ơi, không biết
quăng ra cái xong mất quá trời máu luôn. Trời ơi, để mình ăn vô đã. Ơi, mình lỡ tay mình chọi ra cái xong mình mất quá trời máu luôn rồi. Thôi ok, không sao, mình có thức ăn ở đây mà, để mình ăn mình hồi máu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái chỗ nào đó để chúng ta ở nha anh em. Đó, mình sẽ leo lên cái xe nè. Mình lái cái xe mình chạy đi các bạn ơi. Trời ơi, vừa vô có cái xe để chạy luôn, xịn vãi. Ồ, chạy cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Trời ơi, quá xịn luôn. Ok, để đi vòng vòng đây coi. Không biết có món bủ bói nào của mình bị rơi ở quanh đây không ta. Ui, có cái nhà gì nè. Ồ, khoan khoan, để mình vào trong cái nhà này mình xem thử coi. Ồ, có một cái nhà gì ở đây nè. Không biết trong nhà có gì không ta. Để mình lên mình xem thử nha bạn. À khoan, mình phải cầm cái súng ra trước đã. Lỡ có quái vật trên đó sao. Ok, để mình lên đó mình xem thử nha bạn nha. Ui, ui, rồi xong té rồi. Cái nồi, leo gì kỳ vậy. Có ai trên đây không? Ui, có một cái ông phù thủy hay là ai nữa bạn ơi. À, hóa ra là một ông phù thủy à. Còn này là gì đây? Cái bàn này chính là bàn phù phép nè. Wow. Ok thôi, hóa ra cái này là nhà của một ông phù thủy các bạn ạ. Ok rồi, mình sẽ không quan tâm đến đâu. Ông phù thủy này là ổng không có đánh chúng ta. Và chúng ta cũng đừng nên đụng đến ổng. Đụng đến ổng cái ổng biến mình thành con ếch nữa, kỳ lắm. Ok ok, rồi để mình đi xung quanh này xem coi còn gì khác nữa không nha. Hy vọng là đi vòng vòng đây chúng ta sẽ kiếm được thêm bủ bói của Doraemon đó bạn ơi. Chạy thật là nhanh nào. Trời cũng sắp tối rồi, không biết ở đây có con cừu nào không để mình làm giường ngủ nữa. Bây giờ mà không có giường ngủ là chết chắc luôn á nha. Ôi, chúng ta đang đi đến một cái sa mạc các bạn ơi. Và ở ngoài cái sa mạc này nè, mình đang thấy là nó có rất là nhiều phi thuyền luôn bạn ơi. Wow, mấy cái phi thuyền mà bị rơi từ trên mặt trăng xuống nè, nhiều quá vậy. Ồ, trong đây là có thêm một chiếc xe nữa nè. Ồ, có thêm chiếc xe nha. Có cái rương nữa nè, để xem cái rương có gì nha. Có súng nè, wow, lựu đạn nè, và rất là nhiều thứ luôn. Rồi, mình sẽ lấy hết nha. Rồi, ok. Bây giờ là trời đang tối rồi nè, mình phải qua bên kia mình lấy một ít len để mình làm cái giường ngủ đã. Không có giường ngủ là quái vật xuất hiện là chết luôn á nha. Ok ok. Ngay cái kim tự tháp này là nó có mấy cái cục len nữa bạn, để mình lấy nha. Đập ra nhanh lên. Trời sắp tối rồi, zombie đồ xuất hiện là chết đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục chơi các bàn chế tạo nè. Đặt ra đây. Sau đó bỏ gỗ vào đây và chế cái giường ngủ nha. Chúng ta phải cần có giường ngủ các bạn ơi. Ok, ngủ đã. Trời ơi, nguy hiểm quá bạn ơi. Mình thấy là trời tối là mình thấy có mấy con quái vật nó xuất hiện rồi nha. Ok, rồi sáng rồi. Lấy cái giường đem theo nè. Ui mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, thấy không? Mình vừa mới ngủ dậy thôi là thấy quái vật xuất hiện rồi nè. Ui, con gì đây? Ui, nó chém mình. Mình phải bắn nó mới được. Ui, con này biết dịch chuyển nha. Ui, nó nè. Mày hả mày? Trời ơi, nó biết dịch chuyển các bạn ơi. Thôi xong rồi. Gặp mấy con mà biết dịch chuyển kiểu này là toang rồi. Chạy, mấy con này nguy hiểm lắm bạn ơi. Ui, ở đây có một cái ngôi làng nè. Để mình leo coi ngôi làng mình xem thử coi. Con này con gì đây, con bò cạp hả? Ui, nó cắn mình. Mày. Mày không biết tao có súng hả mày? Chết đi. Ok rồi. Ở đây là một cái ngôi làng nè các bạn. Để mình vào trong ngôi làng coi có vũ khí hay có gì mới không. Ui, chỗ này có cà rốt các bạn ơi. Hợp lý, để mình lấy cà rốt nè. Lấy thêm lúa nữa để chúng ta làm thức ăn nha. Mình nghĩ là trong cái ngôi làng này chắc là không có gì đâu các bạn ơi. Ui, có anh da đen trong đây nè. Ui, nó dịch chuyển ra ngoài nè. Ui, rồi xong rồi, nó dí mình, nó quýnh mình các bạn ơi. Toang rồi. Ôi, toang rồi. Nó đâu rồi. Ok, để mình chạy vô cái phi thuyền, mình nấp đi, sẵn mình lấy đồ trong đây luôn. Ui, nguy hiểm quá. Mình bị đói bụng rồi nè. Để mình lấy ít cà rốt cho mình ăn. Rồi, để mình xem coi trong cái rương này có gì không nha. Lại là một cây súng với lại là những cái món đồ từ trên mặt trăng xuống nè. Nhìn khá là lạ. Wow, vừa vào trong game thôi là chúng ta đã kiếm được quá trời súng luôn các bạn ơi. Xịn vãi. Cây này là cây súng gì đây? Súng này. Ui. Mày hả mày? À, súng này là súng sọc gân mấy bạn ơi. Súng này là bắn một lần là ra 6 viên đạn luôn nha. Ghê vãi, xịn vãi. Ok, để mình lấy chiếc xe nè. Mình chạy chiếc xe ra bên ngoài. Có xe mà chúng ta lấy xe chúng ta chạy cho nhanh. Ok, bên đây có gì không? Để mình vào trong đây mình xem coi. Hình như là cứ mỗi cái phi thuyền là nó sẽ có một chiếc xe các bạn ơi. Từ nãy giờ mình thấy được quá trời xe luôn nè. Để mình đào đây có cái rương không? À có nè. Wow, có đồ nữa nè. Ý, có cái ba lô nữa các bạn. Wow, vậy chúng ta đã có được cái ba lô rồi nè. Xịn phải. Ok, để mình mở ba lô rồi nè. Chúng ta có thể cất hết đồ vào trong ba lô nha. Bỏ vào trong đây được hết nè. Đó. Mình sẽ gọi là bỏ những thứ không cần thiết vào trong ba lô đi. Để cho nó chống đồ, chống chỗ. Ok.
lấy đạn ra nè. Rồi ok, cái ba lô này á bạn là chúng ta có thể đeo được luôn nha các bạn xem nè. Mình sẽ đeo cho các bạn xem nè. Đó, đây các bạn nhìn nè. Đó, thấy không, mình đeo cái ba lô trên lưng nè, bạn thấy không? Đó, xịn chưa, xịn chưa? Rồi để mình qua bên cái phi thuyền bên đây mình xem coi bên đây có gì nữa không. Lại có thêm một chiếc xe các bạn ơi, nhiều xe vậy. Ồ, bên đây nó không có rương hay gì hết à, bên đây bị mất rương rồi. Cái xe này mình đập ra mình lấy ra được không ta, để mình thử coi. Hình như là không được các bạn ơi, không đập cái xe ra được rồi. Mình tính đập cái xe mình đem theo nhưng mà chắc là không được rồi. Ui, bên kia nó có cái gì kia. Ồ thôi để tí nữa mình qua mình xem sau. Còn bây giờ mình cứ thám hiểm ở bên đây trước đi các bạn ơi. À, ở chỗ này là mình thấy còn rất là nhiều những cái tàu nữa nè. Bây giờ mình sẽ chạy qua đó luôn nha. Chạy qua đó để xem coi bên đó có những gì nữa nha. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Bây giờ cái xe mình bị kẹt rồi hay gì á? Hay là nó hết xăng rồi ta? Ok, để mình chạy ở bên đó mình xem coi. Hy vọng là bên đó sẽ có thêm nhiều đồ mới các bạn ơi. Ở khoảng 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 từ, mình thấy có cái cây gì ở đây nè. Đâu, để mình xem coi. Cái này đồ ăn hả? Cái này ăn được không ta? Tranh thủ lụm ít đồ ăn. Cái này ăn được không nhỉ? Ok, thôi kệ, cứ lụm hết đi. Hy vọng là cái này sẽ ăn được các bạn ơi. Tại chúng ta vừa vào game á, chúng ta sẽ cần rất là nhiều đồ ăn luôn, không thôi chúng ta sẽ bị chết đói á. Để mình chạy qua đây nè. Để xem coi. Lại tiếp tục là súng. Trời ơi, mình kiếm được quá trời súng luôn các bạn ơi. Chưa gì vào game là kiếm được một nùi súng luôn rồi nè. À mà khoan, mình kiếm được cái này là gì ạ? Cái đôi giày hả? Ui, mình kiếm được một cái đôi giày nữa bạn ơi. Lạ vãi. Ui, cái đôi giày này là bủ bối của Doraemon nữa bạn ơi. Đó bạn coi nè, đôi giày này giúp cho chúng ta nhảy cực kỳ cao luôn nha. Bạn coi nè, đó, nhảy cực kỳ cao luôn. Wow, xịn vãi. Vậy là chúng ta đã kiếm được một cái bủ bối của Doraemon nè, có thể giúp cho chúng ta nhảy cao bạn ơi. Xịn xịn xịn. Ok ok, quá xịn luôn, quá xịn luôn. Bủ bói giúp nhảy cao. Nhìn bựa vậy. Ok ok, rồi để mình qua bên nơi khác mình coi có còn đồ gì không nha. Rồi tiếp tục qua đây xem coi bên đây có gì không nha mấy bạn nha. Trời ơi, từ nãy giờ là gặp mấy chục chiếc xe đó. Mấy chiếc xe này mà bán được chắc mình bán được dầu luôn bạn ơi. Ok, để xem coi. Lại là những món đồ bình thường chứ chẳng có gì hết á. Trời ơi, trời quá trời đồ luôn. Ok, để mình mở cái ba lô mình ra, mình lấy đồ ra đã. Ok, mình sẽ cất mấy cái quả lựu đạn nè, cất mấy cái cây súng mà không cần thiết vào trong luôn. Nhiều súng quá bạn ơi, cái gì đâu mà vừa vô sinh tồn lụm được quá trời súng luôn. Kiểu này là quái vật nào mà đánh lại mình đây. Ok, ok, rồi. Có một cái rương trong này còn gì nữa không ta? Ủa, có cái cây súng màu xanh dương nè. Ủa, để mình xem coi cái này là phải cây súng không. Ui, một cây súng nữa nè bạn ơi. Wow, cây súng này là nó có màu xanh dương nha bạn coi nè. Trời ơi, một cây súng màu xanh dương mà nhìn y hệt con cá heo luôn bạn ơi. Nhìn xịn nha, xịn nha. Từ từ để mình xem coi nó bắn mạnh không nha. Có con đà điểu đây nè, mình sẽ bắn nó thử nha. Chiu chiu. Trời ơi, mày nè, đứa này, chạy ra cho thét, chạy ra cho thét, chết đi. Yeah, ok rồi, mình đã giết được nó rồi các bạn ơi. Wow, hóa ra đây chính là một cây súng cá heo bạn ơi. Cực kỳ xịn luôn nha. Mấy bạn coi nè, màu xanh dương, cực kỳ mạnh luôn và xịn luôn nha. Chúng ta đã kiếm được thêm một cái cây súng mới siêu xịn. Wow, kiếm được thêm một khẩu súng nữa rồi các bạn ơi. Khẩu súng siêu xịn luôn. Ok, để mình qua bên chỗ khác mình xem coi còn gì nữa không. Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được nhiều đồ hơn. Ui mấy bạn ơi, mình mới phát hiện ra ở trên phi thuyền này có rất là nhiều sắt luôn nữa các bạn coi nè. Đó, quá trời sắt luôn, có cả đá đỏ nữa nè. Để mình lụm hết nha. Ok, mấy cục sắt này là mình phải dùng bằng cúp đá thì mình mới đào được. Giờ mình sẽ đào cho mình ít đá nha. Trời ơi, có quá trời sắt luôn, tha hồ mà đào các bạn ạ. Để mình làm cho mình cái cúp đá đã. Sau chúng ta sẽ đào sắt nha. Đây đây này, có đá bên dưới nè. Ok, lấy một ít đá nè. Rồi, mình sẽ lấy cho mình cái bàn chế tạo. Ui, cái bàn chế tạo hồi nãy mình vứt mất tiêu rồi. Từ nãy giờ mình dục hai cái bàn chế tạo rồi đó. Rồi, mình sẽ bỏ gỗ bên trong. Sau đó mình sẽ chế ra thành cúp đá. Đâu rồi, đá rồi, đây đây, đá đây, đá đây. Ok, chế cúp đá nè. Rồi chúng ta sẽ đào sắt thôi. Trời ơi, quá trời sắt ở đây luôn, tha hồ mà đào. Ồ, vừa vô chúng ta có thể chế được áo giáp sắt đồ cái kiểu các bạn ơi. Quá xịn, quá xịn. Không biết là sắp tới này mình đi mình có lượm được thêm mấy cái bộ giáp mạnh mạnh không ta. Chẳng hạn như là bộ giáp sắt của Iron Man nè, các kiểu kiểu. Tại vì trong thế giới này là nhiều bủ bối Doraemon lắm mấy bạn ơi. Chúng ta tha hồ mà chúng ta lượm luôn. Ok, cục cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ chế chúng ta cái cúp sắt nè. Đó. Rồi, một cái bộ áo giáp sắt nữa bạn ơi. Mình sẽ chế cho mình thêm cái giáp sắt nha. Từ nãy giờ gặp nhiều quái vật lắm rồi cho nên mình sợ mấy con quái vật nó sẽ giết mình. Chúng ta sẽ chế giáp sắt nữa nha. Ok, mặc vào.
mặc vào đó, chúng ta đã có được giáp sắt rồi các bạn ơi. Ơ mà khoan, mình đeo vô xong mình không thấy được cái con mắt của Doraemon đâu luôn á. Phải rồi, ok rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi. Mà khoan, mình phải lấy cái bàn chế tạo đã. Từ nãy giờ mình dục 2-3 cái bàn chế tạo rồi, phí lắm. Ok lụm nè, rồi đi tiếp nào. Tiện ghê á, có cái xe này, cái xe này nó gọi là sao ta, nó chạy không dùng xăng các bạn ơi, chạy thoải mái luôn, không bao giờ hết xăng luôn, xịn ghê luôn á trời. Ok, à hồi nãy mình mới thấy một cái gì đó, một cái cục gì vàng vàng ở trên trời, các bạn thấy không? Mình sẽ chạy qua đó mình xem thử nha. Không biết cái cục này là cái gì vậy ta? À, hình như là nó là một cái tổ ong hay là cái gì á các bạn ơi. Mình thấy nó siêu to khổng lồ luôn nè, để mình qua mình xem thử coi. Ok. Hay là cái này là một cái nhà của ai ta? Nhìn lạ lắm. Rồi để mình thử mình lấy ít gỗ đã, sau đó mình đặt lóc mình leo lên nha. 1 hour later. Mấy bạn ơi, mấy bạn có nghe thấy cái tiếng gì không? Ui, một con ong mấy bạn ơi. Ui, đừng, no, tao sắp chết rồi, đừng. Đừng dí tao nữa. Mày đâu? Mày đâu con ong này? Mày thôi. Đứa lại. Trời bắn nó không dính mấy bạn ơi, con này chạy nhanh quá. Ui. Thì ra cái này là cái tổ ong mấy bạn ơi. Mình đang đứng tự nhiên mình nghe cái tiếng dèo, xong mình quay lại thấy nguyên con ong luôn. Ok, để mình lấy súng ra nè. Mình sẽ lấy hết tất cả súng ra luôn để mình xử con ong này. Đấy, lại đây mày. Mày thôi, ở đây. Mày, ui bắn không được. Ấy da. Ui. Ui, đừng lại gần tao. Mày thôi. Mày. Ui, rồi xong chết queo luôn. Trời ơi. Ơi con ong này mạnh quá bạn ơi. Ủa, mình chết không mất đồ hả ta? Ồ, hóa ra là chết không mất đồ. Wow. Ok, cũng kệ, không sao. Ui, có con gì đây? Lại là con ong nữa kìa, hai con luôn. Trời ơi, sao nhiều ong quá vậy? Ok, để mình tiêu diệt bọn nó bạn ơi. Mấy con ong này. Mày, con ong. Ong hả? Ui, hết đạn rồi. Mình sẽ chọi lựu đạn đó nha. Mày hả? Chọi lựu đạn mày nè. Con này chọi không được các bạn ơi, nó cắn mình kìa. Khoan. Coi có cây súng nào khác không? Có cây súng nào mạnh hơn không? Mày thôi. Mày hao. Chết đi. Tao sẽ bắn mày. Tao sẽ giết được mày. Ui, hết đạn. Đâu rồi. Trời ơi, hết đạn rồi. No. Mày hả mày? Cuối cùng mình cũng giết được nó bạn ơi. Ủa? Nó rơi ra mấy cục gì nè? Trời ơi. Cái này là gì đây? Hoa nè, với lại cái này gì đây? Đường hả? Ui trời ơi, khỏi cậy đi, mày không lụm mấy cái này đâu. Ui khoan, ở chỗ này có cái hố sâu vậy. Ây, trời ơi bạn ơi, mệt ghê luôn á. Giết được con ong này chắc chết luôn bạn ơi. Con ong này nó đánh mình từ nãy giờ. Mất quá trời máu luôn, mà mình mới giết được nó. Xem coi mình có mất đồ gì không, hình như là không mất đồ gì hết á bạn ơi. Ok rồi, để mình cất mấy cái đồ khác vào trong rương nha. Ôi mình full đồ mất tiêu rồi. Rồi để mình xem cái nào mình không cần thiết mình sẽ vứt ra hết. 2 hours later. Ui mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, trước mặt chúng ta là một ngôi nhà á bạn ơi. À vậy chúng ta có thể gọi là sống ở trong ngôi nhà này được rồi. Ha, có chỗ sống rồi. À, may quá, đang trời tối luôn, có chỗ để ở. Ồ khoan, hình như mình thấy con gì bên kia phải không? Ui, một con bò cạp. Một con bò cạp siêu to khổng lồ. Khoan, phải không? Ui, đúng kìa, ui, nhiều bò cạp quá vậy. Ui, bên đây còn có nguyên con bò cạp siêu to khổng lồ nữa. Trời, nhiều bò cạp vậy. Ui, thôi, chạy bạn ơi. Khu này hơi bị nguy hiểm rồi, không được. Mình phải chui vô nhà liền. Mở cửa nè, chui vô nhà nè, đóng cửa lại. Ôi, trời, cái khu gì đâu mà quá trời quái vật rồi cái kiểu luôn. Hello phù thủy, tôi đã quay trở lại đây. Ông cho tôi mượn cái chỗ nhà của ông tôi ở xíu nha. Cảm ơn ông rất là nhiều. À, khoan, nếu mình ở trong nhà ổng không biết ổng có giết mình không ta? Nguy hiểm lắm nha. Khoan từ, mình phải tiêu diệt ổng luôn quá. Xin lỗi ông nha, nhưng mà tôi phải tiêu diệt ông thôi. Tôi sẽ bắn ông. Chết đi. Ui, ui, ông có phép thuật, ông có phép thuật, ông có phép thuật. Ông nè, chết đi, bắn nè, bắn. Chết đi. Ủa sao giết ông đâu được? Ok rồi, giết được ổng rồi. Ok, ổng chết rồi các bạn, ổng chết rồi. Ok, ngủ. Mình đã chiếm được nhà của ổng rồi các bạn ơi. Cái cây súng này sao nó bắn nó cứ chậm chậm thế nào á ta? Mình bắn được một viên cái nọ đứng im luôn.
Ok, rồi, mình đã chiếm được ngôi nhà của ổng rồi. Quá xịn luôn bạn ơi. Khoan, giờ mình sẽ gọi là chế cho mình ít gỗ nè. Rồi mình sẽ làm cho mình cái bàn chế tạo. À, để xem coi hôm nay chúng ta đã kiếm được gì nha. Đặt ở đây nào. Vậy là chúng ta đã có nhà để ở rồi. Rồi để cái rương ở đây. Cất hết đồ vào đây. Ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta đã gọi là được một cái chuyến phiêu lưu cực kỳ vui luôn các bạn ơi. Gặp quái vật nè, rồi còn đi cướp nhà của phù thủy nữa chứ. Trời, không hiểu luôn, cũng may là bị ông, cũng may là mình đã giết được ổng rồi. Chứ không thôi là ổng mà giết mình thêm lần nữa là mình lạc đường luôn á. Rồi, để mình xem coi. Hôm nay chúng ta đã kiếm được rất là nhiều súng luôn các bạn ơi, bạn coi này thấy không? Quá trời súng luôn. Mà trong đó là chúng ta đã kiếm được một cái cây súng gọi là màu xanh dương rất là đẹp luôn nha, và rất là mạnh luôn. Cây súng này mình sẽ đặt tên cho nó là súng cá heo nha. Đó, súng cực kỳ xịn luôn. Mình hình như nó sắp hư rồi các bạn ơi. Thôi kệ, mình để mình trang trí cũng được. Cái này cũng là một trong những món bủ bói của Doraemon này nha. Đó, với lại kiếm được thêm mấy trái lựu đạn nè. Đó, rồi coi, để xem coi trong ba lô có gì đâu nha. Trong ba lô còn súng nè. Súng với lựu đạn được các kiểu ha, không có gì nhiều lắm. Đây, và chúng ta đã kiếm được thêm một món bủ bói của Doraemon nữa bạn ơi. Đó chính là một cái đôi giày nhảy cao. Đây, mình sẽ đeo vô mình nhảy thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn xem nè, cái đôi giày này khi mà các bạn đeo vào á thì các bạn sẽ nhảy cực kỳ cao luôn nha các bạn coi nè. Đó, nhảy cao hơn người bình thường rất là nhiều luôn. Đó, giống như kiểu cái bít tông á anh em. Đó, đó thấy không, bạn thấy không, nó đang đẩy mình lên nè. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta bắt cua được nhanh hơn. Đó, nhảy lên bắt cua nè. Đó, cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ xịn luôn. Đây cũng là một trong những món bủ bói của Doraemon đó nha. Chúng ta đã kiếm được một món bủ bói tên là giày bít tông. Đó, cũng là bủ bói của Doraemon luôn. Đây, không biết rằng là những tập sau mình sẽ kiếm được thêm những món bủ bói gì nữa đây. Hy vọng là sẽ kiếm được bủ bói gì đó mạnh mạnh xíu để mình giết mấy con quái vật. Ok, chúng ta đã kiếm được thêm một cái giày bít tông nè. Rồi, vậy có nghĩa là trong tập này chúng ta đã kiếm được một món hay là hai món ta. Cái cây súng này có được tính là bủ bói của Doraemon không ta? Thôi chắc mấy cây súng đẹp đẹp thế này mình sẽ tính là bủ bói của Doraemon luôn đi ha. Rồi các bạn ơi, thì trong tập này chúng ta đã kiếm được hai món bủ bói của Doraemon rồi các bạn ơi. Một chiếc giày bít tông và một cây súng cá heo rất là mạnh luôn đó. Ok, thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mà nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Và anh em nào mà muốn mình làm tiếp tục cái series Minecraft Doraemon truy tìm bủ bói này thì các bạn đừng quên là hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt.